Bộ phim Âm mưu khủng bố. Tháng 6 năm 1982, thủ đô Washington của Mỹ. Bãi công. Chính trị Mỹ xảy ra bạo loạn. Bốn thành viên của đảng Dân Chủ, Lemmin, Friend, Jem, Cason, tại bộ quốc phòng mở ra cuộc họp hội đồng nhà nước. Fleming, đảng Dân Chủ, ngày 21 tháng 6, rời khỏi bộ quốc phòng bị phần tử khủng bố ám sát. Ngày 21 tháng 6, thành phố New York. Tôi nhất định phải nhắc nhở cậu, cậu phải đặc biệt chú ý, bọn chúng có thể sẽ không ngừng đưa ra phản đối. Tôi không quan tâm bọn chúng phản đối hay không. Miễn là tôi đã nhận được phê chuẩn của cấp trên. Cái này đương nhiên không thành vấn đề. Ngày mai theo kế hoạch thực hiện. Ok, tôi sẽ gọi Sam Cao làm. Hắn sẽ làm tốt chuyện này. Chúng ta chỉ cần cẩn trọng. Ông yên tâm, tuyệt đối không có bất kỳ sai sót nào. Sáng mai cậu có thể gọi điện thoại cho tôi. Ngày mai tôi ở văn phòng đợi điện thoại cậu. Tôi muốn hành động sau này chính xác là được rồi. Không thành vấn đề. Vậy tôi có thể an tâm rồi. Nhớ rõ, đừng quên gọi cho tôi. Ngàn dặn phải chú ý, tôi sẽ dậy. Khi cậu chuẩn bị xong, lập tức tiến hành chuyện này. Đứng yên. Đứng yên. Đứng yên. Đứng yên. Mày đã biết rồi. Thủ lĩnh đảng phân phó nhất định muốn Cason không có miệng nói chuyện, không tay cầm viết, không chân đi vào Nhà Trắng. Lần đầu xác nhận bao nhiêu người vào Liên Hiệp Quốc, biết chưa? Hắn lần đầu xác nhận, tôi làm sao biết được? Hắn tìm Liên Hiệp Quốc có việc gì tôi không biết. Không được cử động. Muốn mở họp. Sau đó hắn chuẩn bị đi đâu? Có tin tức gì không? Nói. Tôi không có tin tức. Không có tin tức. Không có tin tức, tao giữ mày lại để làm gì? Tôi sẽ cố gắng làm. Muốn để mày nhìn cho rõ. Có nhìn thấy cái bánh xe này, tay của mày sẽ giống như củ cải này. Khai hay không? Rốt cuộc khai hay không? Nói. Cason, đảng Dân Chủ lúc đó đang mở cuộc họp tại Liên Hiệp Quốc. Sau khi biết tin ba người bị giết, ngay tại hội nghị quyết định ngày 29 đến thăm Hồng Kông, Manila. Thank you.
Ngày 22 tháng 6 năm 1982, Hồng Kông. Ngày 22 tháng 6, nhà vợ và vợ lãnh sự Mỹ bị bắt cóc. Ngày 24 tháng 6, Cục Cảnh sát tối cao Hồng Kông tổ chức hội nghị bí mật. Chào ngài. Ngồi. Liên quan đến tư liệu của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Mỹ Kaysen, mọi người xem qua chưa? Thưa ngài, tất cả tài liệu tôi đã xem qua, phương pháp và phần tử khủng bố giết người, tôi cho rằng chỉ có thể xảy ra tại Mỹ. Nếu ở Hồng Kông, trong một nơi nhỏ thế này, theo kinh nghiệm phá những vụ án giết người, chỉ cần bao vây tất cả đường, sát thủ không cần tới một tiếng cũng bị xa lưới. Huống hồ chúng ta bảo an nhiều như vậy lại đặc biệt chú ý. Kaysen chỉ có 6 tiếng quá cảnh ngắn ngủi, tôi tin phần tử khủng bố sẽ không thể trong thời gian ngắn như vậy ra tay. Thật ngốc, tôi bây giờ không phải cùng mấy người nghiên cứu phá án sẽ có vấn đề có thể hay không thể. Chúng ta hôm nay mở cuộc họp bí mật là muốn nghĩ cách làm sao bảo vệ Kaysen để ông ta không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Biết chưa? Nếu Kaysen xảy ra nguy hiểm sẽ ảnh hưởng tới Hồng Kông của chúng ta, danh tiếng của cảnh sát hoàng gia. Đúng vậy, rất xin lỗi. Chúng ta có thể trong nhóm nhân viên bảo an lựa chọn 100 người tinh anh đến bảo vệ Kaysen. Không, tôi chuẩn bị tổ chức tiểu đội đặc biệt an toàn. Bởi vì tôi nhận được mệnh lệnh của cấp trên phải nghĩ biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn của Kaysen. Nếu không sẽ tổn hại đến quan hệ hữu nghị của Mỹ và chúng ta. Mọi người phải luôn nhớ 3 điều. Điều đầu tiên, ngoài SID và vài nhân viên giám sát ra, không thể để bất kỳ ai biết chuyện này. Thứ hai, không thể để Kaysen bị hoảng sợ và có bất cứ tổn hại. Điều thứ ba, tiểu đội đặc biệt không thể để bất kỳ ai làm lộ thân phận của họ. Từ lúc Kaysen đến và rời khỏi Hồng Kông, tôi muốn mọi người trong lúc ghi chép chọn ra một chỉ huy mới. Tôi có thể lại phái một chỉ huy, Ngô Lỗ Phu, lãnh đạo nhóm này. Mật khẩu SID chính là số 88. Mọi người rõ chưa? Hai vị là muốn mua đồ gia dụng nào? Ông chủ, đồ không tệ. Cái gì giá 3.200 đô? Rất rẻ. 3.200 đô mắc một chút. 88 mới đúng. Mời. Dân. Này, ông chủ đâu? Không sớm vậy đâu. 88, 88. Nhận được rồi, over. Biết rồi, over. Lão đại, để ông chủ Ngô đến tổng bộ. Được. Thank you.
đáng ghét. Anh đi đâu vậy? Lúc nào cũng vội vội vàng vàng rồi đi luôn. Đúng đó. A Toàn, đi đâu uống trà đi, tiệm cà phê. Đừng tìm nữa, chúng ta đi. Cẩn thận. Anh không sao chứ? Không sao. Cô làm cái quỷ gì vậy? Mắc để ở nhà hả? Cẩn thận chút, chút nữa là giết người rồi. Đi kiểu gì vậy? Tiên sinh, ông không sao chứ? Cô tự cẩn thận chút. Làm sao đây? Cô không sao chứ? Không sao. Có bị thương ở đâu không? Không cần gấp. Anh không sao chứ? Vẫn ổn. Anh lúc nãy nói chuyện với hai cô ấy, sao lại hung dữ như vậy? Anh đừng nhắc nữa, tôi ghét nhất là phụ nữ. Cậu có mấy nhắn tin hả? Tôi bây giờ chuyên đi thu nợ. Lãnh sự quán Mỹ, tất cả nhân viên, bất luận ở nhà hay văn phòng, tất cả hành động. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Ông lãnh sự, chuyện của chúng tôi. Xin lỗi, bây giờ tôi rất bận. Có chuyện gì hai người đi hỏi Melissa. Cô ấy sẽ trả lời hai người. Được, làm phiền ngài. Chào buổi sáng, tôi muốn gặp ông lãnh sự Rốc. Ông Rốc ở văn phòng trên lầu. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô, tạm biệt. Chào buổi sáng, ông Rốc. Xin chào. Sắc mặt của ông rất tệ, có phải không khỏe? Không có gì, cảm ơn cô. Xin hỏi hai vị có việc gì? Tôi có việc muốn gặp ông Rốc. Hai người có hẹn không? Không cần, tôi trực tiếp tìm ông ấy. Mời hai vị ngồi. Tiên sinh, tôi hôm nay đến đây là muốn cùng ông nghiên cứu một chút liên quan đến ông Kayson, vấn đề bảo an trong thời gian ở Hồng Kông. Các ông có thể tự quyết định về mặt này. Chúng tôi đến bây giờ vẫn chưa nhận được chỉ thị của phía Mỹ.
Nhanh đối máy cho tôi muốn tìm ông Ngô. Tôi họ Quách. Lấy bức tranh đó xuống. Rõ, đem đồ đi. Tiểu thư, toàn bộ căn phòng chúng tôi đều kiểm tra qua rồi, không có gì, cô yên tâm. Chúng tôi bây giờ đem đồ này đi. Tôi phải làm sao? Tôi đều nói qua, cô không có kẻ thù, cũng không làm chuyện xấu, có thể là bạn trai của cô trêu chọc cô. Chúng ta đi, được. Cô ngủ đi, cô đừng sợ. Có chuyện gì cô báo với chúng tôi là được. Cảm ơn cô. Những điều đã nói trong điện thoại còn rõ chưa? Trừ phi tôi là thằng điếc, lần sau còn gọi điện thoại cho tôi như vậy, tôi sẽ khiếu nại ông. Tìm tôi có chuyện gì? Cậu tính bảo vệ tôi thế nào? Tôi chưa bao giờ nghĩ qua bảo vệ ông như thế nào. Cái gì? Ông Quách? Nếu tôi là ông, tôi sẽ thuê hai vệ sĩ. Cậu có biết bây giờ tình cảnh của tôi rất nguy hiểm? Tôi biết. Cậu là phụ trách bảo an chuyện này. Chỉ là Kayson. Cậu... cậu bây giờ nói lại lời đó. Cậu có ý gì? Ý gì? Nếu ông sợ có thể từ chức.
Đi. Đi nhanh. Đi nhanh. Ta đợi ngươi lâu lắm rồi. Tiểu thư, cô không sao chứ? Tôi đưa cô về. Được. Tôi không đem chìa khóa. Sao cô ra ngoài được? Hắn lôi tôi ra đây. Đến như thế nào thì đi như vậy? Sao anh không bắt hắn? Bỏ đi. Đến cục cảnh sát còn phải ghi khẩu cung, rất phiền phức. Đợi sau khi tôi rời đi, cô đi báo cảnh sát. Nào, từ đây đi xuống. Nào, cẩn thận chút. Quầy rượu thì sao? Xin lỗi, chỉ có bia. Trong tủ lạnh nhà bếp. Uống bia, uống một chút cho tỉnh táo. Tôi đi đây. Anh tốt nhất đừng nên đi. Cô còn có hứng thú yêu cầu tôi sao? Vài tiếng nữa trời mới sáng, tôi sợ hắn sẽ quay lại. Vậy tôi ngủ ở đâu? Anh ngủ trên trường trong phòng tôi. Còn cô thì sao? Tôi ngủ ở đây là được rồi, có sofa. Tôi ngủ rồi thì cái gì cũng không biết, sao có thể bảo vệ cô? Vậy làm sao đây? Cô ngủ trong phòng đi. Cô yên tâm, cô ngủ trên giường, tôi ngủ dưới đất. Chẳng qua cô đừng lăn xuống. Cảm ơn cô. Tiểu thư, tôi là tìm bác sĩ Dương. Xin hỏi ông ấy ở đâu? Tìm bác sĩ Dương. Bức tranh này là ông ấy đặt mua. Bây giờ tôi mang cho ông ấy. Xin chờ một chút. Ông ấy ở đâu? Ông ấy ở lầu 3. Lên đi lầu 3. Cảm ơn cô. Bọn chúng có phản ứng gì? Chuyện làm xong chưa? Tôi không phải giỡn chơi. Mày mau trả lời tao. Nói. Tôi không biết ông nói cái gì. Hắn có thể không biết. Sắp đến giờ rồi. Đi.
Xin lỗi, chúng tôi tìm một lượt cũng không gặp bác sĩ Dương. Như vậy đi, chúng tôi về trước, mang bức tranh này về, chờ bác sĩ Dương quay lại, giờ mới gọi điện thoại đến công ty chúng tôi. Cảm ơn cô. Thế nào, thu được tin tình báo gì? Tài xế và tổ chức khủng bố có liên quan nhau không? Hỏi tới hỏi lui đều không có kết quả. Chỉ xác minh được thực sự là bị phần tử khủng bố đánh. Bye bye. Bộ gọi 9233. Kẻ tình nghi đang rời khỏi hiện trường. Biết rồi. Biển số xe là CH6583. Theo kế hoạch tiến hành, nếu phát hiện địa điểm khả nghi, lập tức mang về sở cảnh sát điều tra. Over. 9233 đã nhận. Over. Này, dừng xe. Tôi là CIB. Có chuyện gì? Tôi muốn kiểm tra xe của anh. Mở cửa xe. Xét đi. Này, mở cửa xe. Này, xuống xe, tôi muốn kiểm tra đầu xe. Cô muốn xét toàn thân không? Đương nhiên muốn xét toàn thân rồi. Vị tiên sinh này, tôi là khách du lịch, anh nên lịch sự một chút. Anh không cần bày ra cái dáng vẻ đó. Nếu tôi nghi ngờ anh, có thể dắt anh đến cục cảnh sát. Tôi muốn xét người. Tiên sinh, xin hỏi đường Hoa Viên ở đâu? Cậu hỏi ông này nè. Chuyện gì vậy? Xin hỏi đường Hoa Viên ở chỗ nào? Trước mặt quẹo phải là tới, không có gì. Tiên sinh à, tôi có thể đi chưa? Đi đi. Chín hai ba ba gọi tổng bộ. Tôi đã kiểm tra chiếc xe khả nghi, không tìm thấy cái gì. Hắn bây giờ đang lái xe hướng Loan Tử. Tôi có nên ở lại hiện trường. Over. Ông Rốc, thủ lĩnh phân phó, tôi thông báo ông đưa Kayson đến khách sạn Sheraton gặp mặt. Ông tuyệt đối không có nguy hiểm. Giờ ông cũng sẽ bình an trở về. Ông ấy phái tôi đến chăm sóc ông vài ngày. Ông rất thông minh, nhất định sẽ không báo cảnh sát. Giờ ông sáng mai 8 giờ sẽ gọi điện thoại cho ông. Cái gì? Mấy giờ? Ông chủ, ngài cho sạc thế nào? Yên lặng bà làm. Để xem lãnh sự Mỹ quyết định làm thế nào.
Trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ Kayson. Nào, nào xuống đây. Xuống đây. Dọa chết em rồi. Chúng ta đi chơi xe ngựa tình yêu được không? Em không đi. Được, vậy chúng ta về. Tám tám 106 báo cáo. Mục tiêu chuẩn bị rời khỏi hiện trường. Bây giờ đến cậu theo dõi hắn. Được thôi, là phải chạy xe taxi rồi. Thế nào, chơi vui không? Vui lắm. Thật kích thích. Có lúc chơi trò chơi của con nít vẫn rất thú vị. Đúng vậy. Làm gì đó? Xin lỗi, nhấn lộn ga. Đồ điên. Thật xúc phạm. Này, anh nhìn xem. Sao vậy? Bỏ đi, đừng quan tâm hắn, chúng ta về nhà. Taxi. Đến đâu? Đưa chúng tôi đến Sa Điền. Đừng để anh tìm ra hắn. Hại anh phải kêu người ta kéo xe. Thật phiền phức. Anh với người ta có thù gì không? Đương nhiên có thù rồi. Nhất định là một đám chó săn. Em thật không biết anh muốn làm gì. Thần thần bí bí. Anh rất kỳ quái sao? Anh không chỉ đơn giản kỳ quái mà còn là hư hỏng. Ông anh, dừng xe trước trung tâm thương mại Bashin. Tôi đi mua chút đồ. Đi đường trung tâm. Được. Không đi Sa Điền nữa. Không đi nữa. Được. Cảm ơn. Chờ chút. Chuyện gì? Tôi xem xe có quên đồ không? Không có. Xin lỗi. Đi. Anh rút cuộc làm trò gì vậy? Không có làm trò gì hết. Đi, vừa đi vừa nói. Báo cáo mục tiêu tại đường trung tâm rời khỏi tầm mắt. Over. Ông chủ, có người đã vào nhà của Melissa. A Lâm, A Hùng, nếu là cảnh sát khám xét, đừng để hắn động vào. Bất luận xảy ra chuyện gì, nếu có địch mất cảnh giác, nhất định phải tiêu diệt. Đi.
Em đi tắm trước. Sao vậy Melissa? Đừng sợ, tôi là Trung Quý Lưu. Trung Quý thì thế nào? Làm gì vậy? Lệnh khám xét đâu? Lệnh khám xét tôi không đem theo. Cậu có thể cùng tôi về sở cảnh sát. Gọi điện đến sở cảnh sát. Bỏ đi, ngày mai em sẽ cùng cấp trên ông ta nói chuyện. Đi đi. Tôi sợ chỗ này bị mất trộm, tốt nhất anh đưa tôi ra ngoài. Đi. Đi đi, không tiện. Đứng im. Làm gì đó? Cản trở người thi hành công vụ. Ông muốn thế nào? Ở đây không phải nơi cậu sống. Tôi muốn đưa cậu về điều tra lý lịch. Trước khi không có gì định tội tôi, ông không thể còng tôi. Cùng tôi về sở cảnh sát. Đi. 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 Nhanh vào trong. Ông muốn đi vào phải mang lời khám xét. Bye bye. Giơ tay lên. Đi qua đây. Qua đây. Nhanh lên. Lục soát người. Ý ông là xoay tròn hay quay ngược ra? Ngươi nhìn kỹ là Trung Quý Lưu. Tôi nhìn không rõ ông là cái gì. Lưu. Lưu Quang Trương. Trung Quý Lưu, nếu ông muốn xét người của tôi, về sở cảnh sát xét. Dạng nhất ông vu cáo. Được. Đi. Đi nhanh. Đứng im. Cẩn thận chút, cướp cò đấy. Đừng có lắm lời. Nhanh đi. Được. Đi. Lần này thì Quýt làm cam chịu. Bớt phí lời. Thế nào? Không có gì. Có lửa không? Có.
Tối nay sương nhiều thật. Đúng vậy. Đây là người Trung Quốc lại bán sức cho người nước ngoài. Tên ngoại quốc đó sống ở đâu? Chúng tôi không biết hắn. Không biết. Ông đang nói cái gì? Bớt giả ngu. Các người làm sao biết hắn? Nói. Các người ở đó làm gì? Nhanh nói. Anh bạn, có chuyện gì? Chúng tôi là trộm trên đường Hậu Dương. Có một người nước ngoài đưa chúng tôi tiền và thông tin để chúng tôi đến biệt thự trộm đồ. Hắn nói ngày mai cùng chúng tôi chia chác. Kiếm tiền mà, làm gì nghiêm trọng vậy? Huống hồ, mọi người đều bên ngoài ăn trộm. Nếu các ông không phải là cảnh sát, cũng xem như là cùng phe rồi. Phá hoại việc của chúng tôi, tính sao đây? Đúng đó. Giao cho cậu. Đi. 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 Trời ơi, chuyện gì? Sao lại chạy? Ở đó có bốn người, trên người chúng đều có dao. Mới sáng sớm còn muốn tôi gọi cảnh sát tới. Tổng thống bây giờ hiểu tình hình của các người. Địch trong tối, chúng ta ngoài sáng. Bây giờ không thể sơ suất hành động vì an toàn của vợ ông. Ông cứ làm theo yêu cầu của chúng. Chúng tôi sẽ sắp xếp. Hết. Vợ của ông rất an toàn. Ông nói với bà ấy đi. Liz, Liz à. Em bây giờ thế nào? Em đừng sợ. Em nói với chúng, anh đáp ứng chúng. Ngày 29, anh nhất định dẫn Kayson đi đến khách sạn Sheraton. Nhanh, nhanh, đi.
cẩn thận. Lên xe đuổi theo. Nhanh. Đuổi kịp rồi, chạy nhanh lên. Đừng đi, dừng xe. Chiếc xe chở hàng. Xuống xe. Xuống xe. Các anh em, tôi không phải xe chở tiền. Lên kiểm tra. Qua đây, qua đây. Mở ra nhanh lên. Xin lỗi nha. Đi. Có tìm được gì không? Không có gì. Đi thôi. Được. Đã rõ, về tổng bộ, hết. Vì cái gì? Không có gì. Cậu đem người đến khách sạn lục soát dưới thảm. A Lâm, cậu chú ý hết tất cả các phòng và toàn bộ nhân viên. Rõ. Lão Cao, cậu lưu ý kẻ tình nghi. Rõ. Đi lấy xe. A Triều, tôi nghi ngờ kẻ Hoa Kiều ở Mỹ đi cùng Melissa nhất định có mua đồ. Tôi thấy lần này cậu nên tự mình điều tra. Tôi cũng định làm thế. Ông lãnh sự, tại sao ông muốn báo cảnh sát? Lẽ nào ông không xem vợ mình mạng sống an toàn không? Tôi không báo cảnh sát. Thủ lĩnh đối với hành động của ông thập phần thất vọng. Không có, tôi không báo cảnh sát. Tôi đã giải thích giùm ông rồi. Hy vọng ngày 29 ông không làm ông ấy thất vọng. Tôi nhất định theo yêu cầu mà làm. Boss, tại sao không bắt tài xế lại? Tôi tự có chủ kiến. Kiểm tra thế nào rồi? Boss, cậu đem bản vẽ khách sạn cho tôi. Chúng ta đi đường Hậu Dương. Lily, ngoài ra tôi tìm một công việc cho cậu. Này, cậu rất ngốc. Boss kêu cậu vẽ một tấm bản đồ. Cảm ơn. Boss, chuyện này nhất định bị kẻ khác lừa gạt.
Tại sao không bắt bọn chúng, tất cả đến sở cảnh sát? Kẻ được gọi là tài xế Trương Đình Quốc và Balissa ngày 29 làm cho hai người đó không đến được hiện trường. Chúng ta có thể an toàn một chút. Boss, xem ra cần bảo vệ Melissa hơn nữa. Giả dụ xem như bọn họ đều là phần tử khủng bố, tiêu diệt vài người bọn chúng thì lại có bọn khủng bố khác hơn mấy lần chúng xuất hiện thì sao? Uống chút gì đi. Tại sao anh nhàn rỗi như vậy? Hỏi cái này làm gì? Anh đến Hồng Kông không phải làm việc sao? Anh đến du lịch. Em hỏi anh không sống gần đây, tại sao tối hôm đó còn lái xe đến chỗ vắng vẻ như vậy? Em hỏi quá trễ rồi. Em nên hỏi ngay vào đêm đó. Không hỏi nữa, anh phải rời em rồi. Tại sao? Là vì em quá ngốc. Tối hôm đó anh đưa bạn về nhà. Khi đang về khách sạn, phát hiện có người lén lén lúc lúc. Anh liền theo dõi hắn. Chính là như vậy đến nhà của em. Hài lòng chưa? Vậy, anh không phải là phần tử khủng bố đúng không? Đúng vậy. Làm gì vậy? Bỏ em xuống. Đến đây, đừng vậy, như vậy người khác nhìn thấy không được đâu. Sợ cái gì? Ở đây chỉ có hai người chúng ta. Em không muốn. Nào nào nào, hôn một chút. Đáng ghét. Đến đây. Tốt biết mấy, nào nào, hôn một chút. Đừng như vậy, không muốn. Nghe được mà không thấy được. Melissa, tối nay anh không cần ngủ dưới đất nữa rồi. Sao không cần? Tối nay anh kéo em thế nào, em cũng không thể xuống dưới. Cảnh sát phụ trách bảo an của mọi người tên là gì? Tên là Lý Văn Trung. Anh biết ông ấy sao? Không biết, nhưng mà lúc ở Mỹ anh có nghe qua lịch sử của ông ấy. Lúc 3 tuổi có thêm một người cha, 5 tuổi có thêm một người mẹ. Vợ chưa cưới về nhà chính là bỏ trốn cùng người khác. Hắn như vậy mà không tốt, cứ trở thành một người nhút nhát. Đáng tiếc là sinh lý của hắn đặc biệt sớm. Nhưng mà hắn bôi rất nhiều dầu, giống như mỡ heo vậy. Nào nào nào. Tổng bộ gọi cảnh sát lưu hết. Rõ. Hết. Cậu đang theo dõi phải không? Hết. Đang theo dõi hết. Cảnh sát Lý gọi ông lập tức phái người đến nhà Melissa, cắt hết tất cả mấy dây trộm, mang về tổng bộ gặp ông ấy. Hết. Rõ. Hết. Ông Kayson, bộ nội vụ. Quang ghen, ông Kayson, mời ngài ngồi. Tôi đại diện chính phủ Hồng Kông chào mừng ông Kayson, bộ nội vụ.
Tôi đại diện chính phủ Hồng Kông hoan nghênh ông. Đừng nghịch, đừng để bé nó nghịch vậy. Nếu không chú đó sẽ la con. Nào, Lợi Lợi, đến với mẹ nào. Ngoan, đừng khóc, biết không? Ngoan, đừng khóc. Chuyện gì? Bên ngoài có tiếng súng. Tôi đi xem, mọi người cẩn thận. Xảy ra chuyện gì? Con chó đó trúng đạn. Lá thư này trên người con chó. Ông Minh, con chó đó xông đến nên tôi nổ súng. Ông xem. Quách đại nhân thân mến, bảo vệ nghiêm ngặt, cậu đi qua đó, rõ. Đi theo tôi, còn có. A Banh, cậu sao vậy? Nhanh đem hắn đến bệnh viện. Rõ. Ông Quách, bên ngoài cuối cùng xảy ra chuyện gì? Có một con chó đột nhiên xông vào, chúng tôi lập tức bắn nó. A Banh nhìn thấy con chó này, ngậm một cái túi, còn có một bức thư. Cái túi đó đột nhiên phát nổ. Cậu mở ra đọc cho tôi nghe. Bạn bè... Lại là cảnh sát. Tôi có chỗ nào không đúng? Tiền giả bộ ngớ ngẩn. Nếu người biết, nhanh cùng tôi về bộ chính trị. Tôi phạm tội gì? Cậu không có tội. Sau khi khai sạch đi, tôi sẽ bảo vệ cậu rời khỏi Hồng Kông. Đợi tôi đi thay đồ được không? Được. Tại sao không báo cáo với tổng bộ chúng tôi? Tôi làm sao biết anh tìm đến cửa? Đi cùng tôi về gặp cấp trên. Hoàn cảnh ép tôi phải để lộ thân phận. Nếu không cần thiết, tôi không muốn gặp cấp trên của anh. Phương án bảo an của các anh rất tốt. Chẳng qua tôi bây giờ có một phương án khẩn cấp, đặc biệt muốn thảo luận với cậu một chút. Ngồi ở đây làm gì? Ngồi một chút không được sao? Ông đừng hung dữ vậy. Thời gian công việc là do ông quản. Ông tra án còn quản cái này. Ông anh à, có lệnh không? Tôi không có lệnh. Tóm lại tôi cũng không cho phép anh ngồi ở đây. Ông nói cái gì? Đồ khốn này. Cũng không phải cảnh sát. Vậy ông làm cái gì? Tôi cái gì cũng không. Tôi chỉ biết ăn cơm.
Ông đừng có láo xược. Mọi người cũng làm vì miếng ăn. Chẳng qua ông tốt hơn tôi một chút. Adam, chuyện gì? Không phải ăn trộm thì là móc túi. Qua đây. Kỳ lạ, hôm qua ở đây không có thùng rác. Kiểm tra một chút. Được. Xét cho kỹ, đừng làm hỏng chuyện. Rõ. Từ lãnh sự quán đến sân bay mất 30 phút. Cason đến sân bay rồi đến lãnh sự quán là 40 phút. 40 phút này mọi người nhất định phải chú ý. Gửi tín hiệu báo cáo về. A Bình, có. Lily, báo cáo nhất định phải rõ ràng chuẩn xác. Đã biết. Thank you.
Ông Sóc, tôi đưa ông đến bãi đậu xe. Được, chúc ông may mắn. Cảm ơn. Báo cáo, có chuyện gì? Cảnh sát Lý nói đội trưởng bệnh rồi, không thể đến. Làm sao làm đây? Hắn không đến làm sao được? Tài xế sao lại không thấy? Ông lãnh sự, tôi chịu trách nhiệm đưa ông đến sân bay. Được. FBI! Nhận được rồi, hết. Bọn họ đã xuất phát. 88, 88, lãnh sự đã từ lãnh sự quán xuất phát rồi. Hết. 88, 88, lãnh sự đã xuất phát. Tám tám ở khu vực phỏng vấn không phát hiện kẻ tình nghi. Hết. Tám mươi tám. Tôi là 106. Tôi đang ở cửa thang máy sảnh. Tạm thời chưa phát hiện kẻ tình nghi. Hết. Hi. Tám tám. Xe của lãnh sự đi qua đường hầm qua biển. Hết. Tôi là 365, không phát hiện gì. Hết. Đầu nguồn báo cáo không có kẻ tình nghi. Hết. Tám tám. Trường đô đốc đã xuất phát. Trường đô đốc đã xuất phát. Hết.
8888. Nhận được số hiệu hết. Máy bay đã đáp. 8888. Lãnh sự đã đến gần sân bay. Lãnh sự bây giờ đã đến gần sân bay. Hết. Tám 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 tám. Các đơn vị sân bay xin chú ý. Lãnh sự đã đi vào phạm vi sân bay. Hết. Các đơn vị sân bay xin lưu ý hết. Số không nhận được hết. Lãnh sự đã vào đại sảnh sân bay. Lãnh sự đã vào đại sảnh sân bay hết. Chuyển đến phòng chờ hết. Chuyên cơ của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Mỹ đã đáp xuống sân bay. Chuyên cơ của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Mỹ đã đáp xuống sân bay. Hết. Tám 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 tám. Tài xế lãnh sự Richard được viên dùng lượng lớn thuốc độc đang chở đến bệnh viện cấp cứu. Tôi lập tức qua đó. Hết. Tám 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 tám. Số không chú ý, số không chú ý. Tổng bộ gọi, tổng bộ gọi. Xin trả lời, xin trả lời. Hết. Số không đã nhận. Hết. Số không, số không. Nghe rõ, nghe rõ. Tôi muốn cậu nhớ ba điều. Điều thứ nhất chính là tiểu đội đặc biệt không thể để bất cứ ai biết. Thứ hai chính là không thể để Cason có bất kỳ kinh động. Thứ ba chính là Cason phải đạt được an toàn, an toàn rời khỏi Hồng Kông. Cậu có nghe thấy không? Over. Số không đã biết. Tôi lập tức đi đến bệnh viện. Hết. Bóng bay, xảy ra chuyện gì? Hết. Tài xế lãnh sự uống thuốc độc tự tử. Hết. Làm tư chuẩn bị phương án khẩn cấp. Hết. Chúng ta nên về lãnh sự quán trước đúng không? Đúng vậy. Cậu ngồi xe phía trước. Rõ. Hai người cậu ngồi phía sau. Rõ.
8888. Đội xe đã rời khỏi sân bay hết. Số 0 đã biết hết. Xe đã lái vào đường hầm sân bay. Đội xe đã lái vào đường hầm sân bay hết. 8888. Số 0 chú ý, xác của vợ lãnh sự phát hiện ở Tinh Sơn, Đồng Môn. Ngoài ra, cửa nhà của lãnh sự phát hiện 3 số của SID hết. Số 0 đã nhận. Các đơn vị chú ý. Các đơn vị chú ý. Tất cả lập tức di chuyển đến đường hầm sân bay. Tất cả lập tức di chuyển đến đường hầm sân bay hết. Người theo kế hoạch, không để tay của hắn đụng vào người, bởi vì tôi đoán trên người hắn 100% có thuốc nổ. Làm nhanh lên. Ông Kayson, mời ông ngồi chiếc xe phía trước được không? Được. Ông bỏ qua chứ? Được thôi, không thành vấn đề. Không được. Ngồi yên. Đi. Đi vào trong. Vật lớn thế này, chúng ta có thể thở phào một hơi. Thật nguy hiểm. Nếu chúng ta không có kế hoạch phương án khẩn cấp, một phần tử khủng bố trong 40 phút gây ra trận đổ lớn tại cổng lãnh sự quán, liền có thể thuận lợi thành công rồi. Lúc đó chắc chắn Hay Sơn chết chắc. Đúng vậy, nghĩ đến thật khủng khiếp. Tổn thất chúng ta hai thanh tra, nhanh tay lẹ mắt. Lỡ như thuốc nổ trên người lãnh sự giả mà phát nổ, mọi người đều tiêu hết. Nhìn kìa, hai người họ thật nồng nhiệt. Làm gì vậy?